mọi người. Chào anh Đức Cổ luôn nha. Hello Đức Cổ luôn nè. Chào các tình yêu của Túc Túc luôn. Ai thấy Túc rồi thì mọi người comment lên đây đi cho Túc thấy mọi người, để Túc tiện tương tác với mọi người luôn nha. Hello, có ai thấy Túc Túc không vậy ta? Có bạn, có bạn. Anh Đức Cổ thấy em không hả? Hello mọi người nghe. Mọi người ơi, long hướng cho chị lắm đó đâu. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người à, mọi người đã thấy em không? Đổ nước đó ra. Long, long, long. Đổ nước đó ra nha. Chính nào. Anh Đức Cổ, anh ăn cơm chưa? Đức Cổ ơi, Đức Cổ ăn cơm chưa nè? Mọi người ơi, mọi người có đang thấy Túc Túc không? Nếu như mọi người thấy Túc rồi thì mọi người comment lên đây đi cho Túc thấy mọi người luôn nha. Hello các tình yêu luôn nè, em chào các tình yêu trong livestream của em luôn nha. Rồi mọi người ơi, ai thấy Túc nữa mọi người comment lên đây cho Túc thấy mọi người luôn. Thấy Túc Túc là lên luôn nè. Hả? Hồi chiều coi chị livestream bị vợ la sao bờ luôn hả? Xạo quá, Tấn xạo quá nghe. Em xạo quá, chị đánh đòn em bây giờ đó. Hello anh Tô Hồng Cảnh, tôi chào Tô Hồng Cảnh luôn. Tô Hồng Cảnh lớn hơn Túc hay nhỏ hơn Túc vậy ta? Hello Trần Minh Duy Quang luôn nha. Tôi chào Trần Minh Duy Quang luôn nè. Mọi người ơi, mọi người đang có ở trong livestream của Túc thì mọi người comment lên đây đi cho Túc thấy mọi người, để Túc tiện tương tác với mọi người luôn nghe. Thì hôm nay sẽ tổ chức tiếp tục lộn thì hôm nay Túc sẽ tiếp tục tổ chức cho mọi người chơi mini game nữa để cho mọi người trúng thưởng luôn nha. Có ai thấy Túc chưa ạ? À? Mọi người có ai thấy em chưa? Nếu như thấy em rồi thì comment lên đây đi cho em thấy mọi người luôn. Màu đen Long, bót màu đen kiếm màu gì vậy? Cái bót màu đen. Thấy rồi Long. Thiện Nguyễn, em bao nhiêu tuổi rồi em hả? Dạ anh Thái Sơn ơi, tôi tốt 20 mấy tuổi rồi anh Thái Sơn ơi. Hello anh Thắng Anh luôn nha, em chào. Đỏ tươi ngon nè hả? Hôm nay bưởi đỏ hả? Chỉ cần ngắm em thôi, không cần biết em bán gì luôn đó hả? Chung Nhung ơi, em chào anh luôn ạ. À. Hello Phương Vũ, em chào Nguyễn Sơn luôn nha. Rồi, mọi người ơi, em chào mọi người đang ở trong livestream của em luôn. Chào Nguyễn Sơn, chào Vương Ken luôn nha. Chào chị Sương Hồ. Sương Hồ là nam hay nữ em quên mất tiêu rồi nè. Bữa giờ không cho livestream của em quên rồi đó. À, vào Facebook cá nhân của em không được, muốn inbox riêng nhờ em tư vấn đó hả? À, dạ Facebook của em á là Trúc Trần Anh nha, nhưng mà nếu như anh có muốn tư vấn kính thì anh hãy inbox trực tiếp vào fanpage để cho các bé nhân viên bên đây có thể tư vấn cho anh được kỹ hơn nha. Rồi em chào ai nữa đây ạ? À? Chào anh Trọng Thủy luôn. Hello Minh Đức Phụng Đức luôn nghe, tôi tất chào Minh Đức Phụng Đức luôn. Rồi mọi người ơi, còn ai thấy tốt nữa không ạ? À? Có kính nam nào siêu phẩm không? Dạ có luôn anh Kim Sang Trần ơi, em có kính nam siêu phẩm luôn nha. Rồi mọi người ơi, em sẽ lên kính cho mọi người coi là một dòng siêu phẩm luôn ha. Em cảm ơn anh Hoàng Bùi ạ. À. Rồi mọi người nhìn nha, cái kính em đang lên cho mọi người thì đây là dòng cao cấp bên em luôn nha. Các anh của em ơi, mình chia sẻ livestream cho em được không ạ? À? Mọi người thương em, mọi người cho em xin vài cái chia sẻ livestream nha, để cho em bán đắt hàng, tối nay em về em đi ăn mọi người nha, đói bụng quá à. Tư vấn về tình yêu đi hả? Anh có vấn đề gì thắc mắc về tình yêu? Ôi đã 20 mấy rồi mà em bán hàng vậy thì giàu sớm đấy. Đâu đó có đâu, em đi bán hàng thuê thôi mà. Rồi mọi người nhìn nha, thì bây giờ em sẽ lên cho mọi người coi một mẫu kính siêu phẩm bên em luôn. Đây mẫu kính Armani nha, có hộp đồ đầy đủ cho mọi người luôn. Đây là hàng sang chảnh bên em, dòng cao cấp luôn nha. Nay đỏ thế đỏ mới may mắn được nè. Rồi mọi người nhìn nha, thì đây là một chiếc kính hình vuông như vậy mọi người ha. Bên trong trên cái mặt kính ngay chỗ này nó có khắc chữ là Armani kèm theo logo cho mọi người bên trong cái kính nè.
có dòng chữ Tilaje trong đây nha. Rồi, trồng kính này là trồng kính Polaroid, chống trời, chống xước, chống bể cho mọi người luôn. Còn cái trồng màu đen, còn cái viền của nó là màu bạc mọi người nha. Viền là viền màu bạc, thấy không ạ? Trồng màu đen, viền màu bạc, hình vuông như vậy. Trên đây cầu kính nó rất là ngầu luôn ha. Bên hông có logo của Armani cho mọi người luôn. Càng kính này nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không gỉ nha. Thì cái kính này bên em đang có giá là 900 ngàn một cây mọi người nha. Hàng cao cấp siêu phẩm bên em đó. Đây, em sẽ test tiêu UV cho mọi người coi. Kính này chống tiêu UV chuẩn 400 luôn, thấy không ạ? 900k một cây, ngày hôm nay sale cho mọi người Hùng ơi 900k một cây kèm hộp đầy đủ cho em luôn nha. Hàng cao cấp hôm nay em sale cho mọi người còn 450. Mã của nó là mã gì ta? Mã của nó là 1804, màu bạc như vậy mọi người nha. Em còn đúng duy nhất hả? Còn đúng duy nhất 3 cây thôi nha. Bao nhiêu một đôi vậy em dạ? Hải Nguyễn Ngọc ơi, kính này em còn đúng 3 cây duy nhất, giá là 450 một cây. Em đang sale trên livestream nha. Trên shop của em tới 900 ngàn lận. Mọi người có thể qua shop của em là ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 để xem mã kính luôn và lấy kính trực tiếp tại shop cũng được luôn. Giá niêm yết trên shop là tới 900 ngàn lận. Nhưng hôm nay chương trình khuyến mãi trên livestream sale một nửa giá thôi và em chỉ có 3 cây thôi nha. Ai muốn lấy mã này mọi người comment cho em là 1804 kèm theo cái số điện thoại liền luôn. Sẽ được bảo hành 3 tháng giao hàng tận nơi cho mọi người kiểm tra hàng luôn. Kiểm tra hàng ưng ý rồi thì mới trả tiền, còn không ưng ý thì thôi trả kính lại cho em luôn nha. Khi mọi người mua hàng á, à cho mọi người ơi, cái kính này trồng của nó là trồng Polaroid, chống trời, chống bể cho mọi người luôn. Thì khi làm rơi kính xuống đất nó cũng không bể luôn nha. Và đặc biệt còn chống trời nữa, vì trên mặt trước của nó nè, nó có chán một lớp nano cứng cho mọi người, chống trời được luôn, chống xước được luôn. Rồi, cho gì cho chị, cho kính bên phải đi. Kính bên phải là kính gì em ơi, chị không biết luôn. Hello anh Hà Trần luôn nha. Rồi, mẫu kính này 1804, 450 một cây, hàng cao cấp của Túc Túc luôn. Mọi người lấy thì mọi người comment cho Túc liền luôn nha. Đây, cho mọi người kiểm tra hàng đồ đầy đủ luôn. Ưng ý rồi mới trả tiền cho shipper. Thấy chưa, cái kính nó mới rớt xuống đất nhưng bây giờ em sẽ lụm lên cho mọi người coi nha. Bao góp bao bể luôn mọi người ha. Bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, hàng cao cấp bên em nha. Rớt cũng không sao hết trơn á. Rồi, mã kính này 1804, ai lấy thì mọi người comment cho em nha. Còn hiểu gì nữa không em? Dạ còn luôn anh ơi, em còn hiểu khác nữa nha. Đây, bây giờ mọi người ơi, mọi người thích lên cái dòng kính cao cấp hay là dòng kính giá tầm trung trung thôi thì mọi người comment lên liền cho em nha, để em thấy, để em lên cho mọi người coi luôn nè. À, thì bây giờ, ok, em chốt cho Kim Sang Trần một cái cây là 1804 luôn nha. Kim Sang Trần 1804, kiếm phụ chị chút cái bút luôn đi Long ơi. Bút đâu rồi Long? À, ok, thấy rồi, chị thấy rồi. Rồi em mượn kính ở bên trong kính ấy, ở bên trong kính đấy là sao chị không hiểu luôn nè. Theo bộ luật hình sự, like không đúng giờ sẽ bị phạt tù nhốt cả đời ở nhà Nguyễn Cường Quốc luôn hả? Cha nội này nhây ghê. Rồi em chốt cho Kim Sang Trần một cây 1804. Anh Kim Sang Trần ơi, giá của nó là hồi nãy là kính đó hình như là 350, em xem nha, 350 không phải là 900k đâu. Cái đó là 700 xe còn 350 nha, em bị lộn giá rồi. 350 mọi người nha, cái kính 1804 hồi nãy là 350 một cây thôi. Đó, rồi, ai lấy comment cho em là 1804 làm phi vậy em? Dạ, giờ em mới lên luôn nè. Ok, cao cấp cho Hải Nguyễn Ngọc luôn nha. Rồi, cái kính 1804 Kim Sang Trần ơi, 350 thôi anh nha. 350 cho Kim Sang Trần một cây nè. Rồi, mọi người có lấy mọi người comment liền cho em nha. 1804, 350 một cây. Hàng cao cấp bên em giá gốc tới 700k một cây nha. Đây, hồi nãy em lộn mã khác nha, còn mã này có 350 đang sale đó. Chụp lẹ lên mọi người nha, sang chảnh cực kỳ. Xài cái này chỉ có nước là chán rồi mình mới bỏ thôi, chứ nó không bao giờ bị hư, bị lỗi gì đâu. Rồi em qua mẫu khác liền luôn, dòng kính cao cấp nha. À anh Nam tôi, à, đau mắt chị ơi, hello Hoàng Anh Quân. Dạ em không đè lên nữa đâu. Rồi bây giờ à, em muốn mua kính thanh niên. Ok Hùng nha, chị lên kính thanh niên cho em nha. Rồi anh Nam tôi, cái mẫu này em mới về đẹp lắm luôn nè Nam tôi. Anh lấy cái này không? 1804 nha, 350 một cây, giá gốc là 700k. Nam tôi mẫu mới nè anh ơi, còn có 2 cây thôi. Anh lấy thì anh comment cho em là 1804 kèm số điện thoại nha. Khi nào anh Nam Tô qua lấy mấy cái kính anh đặt vậy Nam Tô ơi. Rồi, bây giờ em qua mẫu khác liền cho mọi người luôn. Đây là mẫu kính mà trẻ trung mang được nha. Đây, tôi thúc lên kính mẫu trung cho Văn Hùng coi nha. Trẻ trung mang được mà lớn tuổi mình mang cũng được luôn. Cái dòng này là dòng thể thao mọi người nha. Nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Chỉ nhớ Nghĩa Văn Lê chứ. Nhớ em chứ sao mà không nhớ được nè. Rồi, mọi người nhìn nha. Cái kính này Túc đang lên xin chào Trương Vương Thoai luôn ạ. À.
Đây mọi người nhìn nè, cái kính này Túp đang mang lên cho mọi người coi, có mã là 8503 nha. Em chào nha. Hello Vương, Trương Vương Thoại luôn nè. Còn nhớ em không chị nhớ Hoàng Anh Quân luôn nha. Mẫu kính này Túp đang lên cho mọi người, form của nó là form hình giọt nước, có chữ Boxer ở đây cho mọi người luôn. Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su nha. Đây, có cái lớp cao su mà mình có thể là xoay qua xoay lại được luôn. Đằng sau đuôi kính bọc một lớp kim loại màu vàng sáng bóng cực kỳ. Bên trong chán phản quang nha. Chị đeo lên em coi, ok chị đeo cho em coi. Thì cái này nè, mặt to mặt nhỏ gì mình cũng mang được hết trơn vì nó mở ra mở vô được nha. Đây, chị mang lên cho em coi. Dòng kính này là dòng kính thể thao nha. Nam mang được, nữ cũng mang được luôn, 700k một cây, sale còn 350 thôi. Rồi, sao kính chống trợt mà chữ chợt hịt là sao không hiểu luôn. Tiếng Hoàng ơi, bao nhiêu vậy em? Dạ anh Trần Đình Bảo Sĩ ơi, 700k trên shop, sale còn 350 trên livestream. Anh có lấy thì anh comment cho Túp là 8503 kèm số điện thoại anh nha. 350 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Đây để em cho mọi người coi cái hộp của nó nha. Kính bên em là kính chính hãng của Boxer luôn. Giá bao nhiêu ạ? À? Hùng ơi, 350 em ơi, chị thấy Nghĩa Văn Lê rồi nha. Đây mọi người nhìn nè, cái hộp của nó nha, hộp Boxer như vậy thì trong hộp sẽ có là như vậy nè. Cái hộp này mình mở thẳng ra cũng được luôn. Đây, trong hộp là sẽ có khăn in Boxer B8000 cho mọi người. Đây là dòng Boxer B8000, có thẻ cho mọi người nha. Có nem cạc đầy đủ của Boxer cho mọi người luôn. Đó, hàng chính hãng, bảo hành chính hãng cho mọi người 3 tháng. Khi mua hàng được kiểm tra hàng, được coi hàng luôn nha. Em ship toàn quốc cho mọi người luôn. 8503, sao kính bị chợt hết chợt là sao em không hiểu luôn đó ạ. À. Rồi, mọi người ơi, bên em bán kính có bảo hành cho mọi người tới 3 tháng cho nên mọi người yên tâm mà sử dụng luôn nha. Chị giảm tí đi được không? Không được luôn Hùng ơi, 700k chị sale còn có 350 thôi. Anh Tiến Vũ ơi, dạ 350 anh ơi. Anh lấy thì anh comment cho Túp liền luôn nha, nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Đây giới thiệu cho mọi người, đằng trước của nó nè, cái cầu kính này nha, nó được làm bằng titan nè. Cầu kính ngang, cầu kính cong, bên đây, bên hông của nó cũng có cái màu vàng này luôn. Thì những cái màu vàng này nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không sét và không gỉ. Trong này hả, chống trời, chống bể cho mọi người được luôn. Đằng sau màu xanh như vậy là chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop luôn nha. Trong màu đen, cái viền của nó cũng màu đen luôn. Có bền không? Bền lắm Hùng nha, kính này là không rớt mà, chị nói mà. Kính này là rớt cũng không vỡ, không bể. Đặc biệt là nó không chầy luôn. Em đeo em chán cái mẫu này rồi, em mới mang mẫu khác thôi chứ nó không hề hư hại gì hết. Mở ra mở vô được luôn, tặng hộp cho em luôn nha. Đây chị sẽ test tiêu V cho em coi. 8503, 350 một cây nha. Đó, ai lấy mọi người comment liền cho Túp luôn. Cầm gì đâm lên có công không chị hả? Là sao chị không hiểu luôn nè. Rồi, mọi người ơi, 8503 kèm số điện thoại liền cho em, 350 một cây rồi không mà sao view thấp dữ vậy ta? À, bà hỏi tính nó bị chợt. Chợt cái gì chị không hiểu luôn, bị tụt đó hả? Bị tụt. À, vậy chị ơi, chị inbox cho các bé nhân viên, các bé nhân viên sẽ giúp chị giải quyết luôn nha. Rồi, mọi người ơi, bây giờ thì tôi tốt bắt đầu chơi mini game cho mọi người luôn ha. Cái kính này em đang mang, em sẽ tặng cho người nào có chia sẻ. Kính em bị trầy hết rồi. Tiến Hàng ơi, nếu như mà mọi người yên tâm, khi mà em mua hàng em sẽ cho mọi người kiểm tra hàng luôn, mọi người nghe rõ không dạ? Rồi, kiểm tra hàng luôn coi có bị trầy, bị xước gì không. Nếu như mà đúng mẫu, đúng mã, không trầy, không xước thì mọi người mới lấy kính luôn nha. Vì bên em sợ là những bên khác giao cho mọi người cho nên khi mọi người mua hàng á là bên em sẽ điện thoại cho mọi người. Sau đó mọi người được quyền kiểm tra kính, ưng ý thích rồi thì mới trả tiền cho shipper nha. Rồi, còn nếu như mọi người bao nhiêu ngày mới có, anh ở La Ghi Bình Thuận dạ. Hải Nguyễn Ngọc ơi, 3 ngày là anh sẽ nhận được hàng rồi anh nha. Rồi, Tiến Hoàng ơi, inbox cho shop liền luôn đi Tiến Hoàng nha. Bên shop các bé nhân viên sẽ giúp Tiến Hoàng giải quyết luôn nha. Có kính nam màu trà đây, ok em lên kính nam màu trà cho anh coi liền luôn nha. Mã kính này 8503 dòng cao cấp bên em. Bây giờ em sẽ lên kính nam màu trà cho anh coi liền luôn. Đây nha, kính nam màu trà luôn nè, Kim Sang Trần ơi. Mẫu kính này mình có thể là đi ngày đi đêm được luôn. Hiệu của nó là hiệu Boss mọi người nha, có chữ Boss trên đây. Ở đây có chữ Hugo Boss, về tháo tem ra cho em ha. Trồng này không phải là trồng nhựa, không phải là trồng meca mà nó được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ luôn. Chống tiêu V là chuẩn 400. Rồi mọi người nhìn nha, bên hông của nó là như vậy đó. Nó có khứa 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 như vậy, rất là sang chảnh luôn. Cái gọng này không bao giờ bị bay màu đâu nha. Chị thấy trang trần luôn rồi nè. Đây em mang kính này lên cho mọi người coi. Chống tiêu V là chuẩn 400 màu trà như vậy. Mẫu kính này nam, nữ mang cũng được hết trơn. Tôi còn có cho mọi người là màu đen với màu tím nữa nha. Màu đen nè mọi người nhìn nha. Ở đây có màu đen cho mọi người luôn. Đây màu đen rất là ngầu luôn ha. Thì những anh nam nào mình thích ngầu thì mình chọn màu đen cho em nha. Còn những anh nam nào mình thích màu trà để đi đêm được thì mình chọn màu trà. Đây em có màu tím như vậy cho mọi người nữa. Đó, mẫu này nữ cũng có thể mang được luôn. Nữ mình mang màu tím cho nó đẹp mọi người nha. Nhìn nó sẽ rất là sang chảnh luôn. Trồng màu tím viền màu vàng, trồng màu đen viền màu đen luôn ha. Em đưa nguyên cây cho mọi người coi nè. Đó,
Cây này sáng bóng cực kỳ luôn, trồng bằng thủy tinh nha, màu vàng. Mát của nó, kính bắp chơ, rồi mang đi đường một à, mát lắm, đúng rồi. Tiến Hoàng ơi, kính bắp chơ mang đi đường mát lắm, bắp chơ là cái này nè. Rồi, còn Tiến Hoàng mà có vấn đề gì cứ inbox cho fanpage của em, cái bé nhân viên sẽ giúp anh giải quyết luôn nha. Rồi, test tiêu V cho mọi người coi, chống tiêu V là chuẩn 400 luôn, thấy không ạ? Rồi, mã kính này là 2021, mã của nó là 2021. Mọi người comment cho Túc là 2021 kèm theo số điện thoại. 400k một cây Hugo Boss có hộp đầy đủ luôn. Hôm nay sale còn 149.000 một cây thôi. 149.000 một cây mọi người nha. Ai lấy thì mọi người comment tranh thủ gọn lẹ cho em luôn ha. 149.000 một cây thôi. Em đang mang cho mọi người coi nè. Đó, siêu sang chảnh luôn nha. 149.000 một cây. Đó, thì khi mọi người mua hàng sẽ được kiểm tra hàng, yên tâm em ship hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Hả? Dễ lắm. Rồi, hàng top không sắp top lắm luôn nè. Hằng Binh Bông ơi, em sẽ cho chị kiểm tra hàng và có bảo hành cho chị đầy đủ luôn nha. Rồi, anh Kim Sang Trần ơi, mẫu màu trà em đang mang nè. À, chị báo này là sao chị không hiểu luôn nè. Mình hơi mập, dùng mắt kính gì hả sắp? Nếu mà chiếc chị mập thì gương mặt của chị chắc chắn là sẽ to đúng không? Chị dùng phong mắt mèo cho em luôn nha. Long ơi, mắt kìa. Rồi, anh Tiến Hoàng phải không? Anh gì quên rồi. Anh Kim Sang Trần ơi, màu trà này nè, anh lấy anh comment cho Túc liền luôn nha. Mã của nó là 2021, 149.000 một cây. Chị bao này là sao này, chị không hiểu luôn. Văn Hồ ơi, em có lấy cái kính này thì em comment cho chị nha. 2025 kèm số điện thoại, 149.000 một cây. Rồi, em bắt đầu chốt hàng luôn nha. Em chốt cho Xuyên Tâm Liên một cây. Ok, Xuyên Tâm Liên một cây 2021 này luôn. Màu trà cho Xuyên Tâm Liên luôn nha. Rồi, ai lấy mẫu này nữa comment liền cho em luôn. Lên đây mẫu cao cấp nào, màu tím đi em. Dạ, mẫu cao cấp màu tím thì em không có, anh ơi, có màu đen thôi à. Mua đi, hàng ở đây chất lượng tốt nè Hoàng An. Cảm ơn Ánh Ngọc nhiều nha. Rồi, em chốt cho Duy Trần một cây này luôn. Ok, Duy Trần luôn nha. 2025 cho Duy Trần một cây luôn nè. Rồi, em chuẩn bị lên mẫu khác luôn nha. Em chốt cho Thế Tâm một cây. Ok, Thế Tâm 2021 cho Thế Tâm một cây luôn nè. Rồi, còn ai lấy nữa thì tranh thủ comment cho em 2021. Màu trà bên trái em đó hả? Kính nào anh ơi, kính trên tủ là hàng trưng bày, em không có bán được nha. Em chỉ bán kính là em đang để trên đây thôi. Rồi, à màu trà bên trái em đó là kính này đúng không? Em lên kính này cho anh coi. Thì kính này là hàng cao cấp bên em luôn nha. Em lên cái kính cao cấp màu trà cho anh coi. Còn kính này là kính bóp trơ, tôi để trên đầu nha. Kính này, cái hiệu của nó là hiệu Armani mọi người ha. Và bày trò gì ra chơi đi em, chơi gì bây giờ cho nội. Rồi, à, xin quá có chồng cho em hả? Dạ em chưa có chồng luôn anh Hoàng Tiên ơi. Rồi mọi người nhìn nè, có kính mon lanh không chị? Có kính mon lanh luôn Thành Trung ơi. Kiểm tra giùm chị đi, Long hồi nãy bán được có hai cái kính mon lanh rồi, kính mon lanh không coi giùm chị đi. Rồi mọi người nhìn nha, cái kính này hiệu của nó là Armani cái gì? Mai đi hả? Mai đi chị sẽ coi cái mon lanh cho em nha. Hỏi bên kia coi mắt sao vậy Long. Rồi mọi người nhìn nha, trong kính này là trong kính Bolero gì? Tắt Ngọc, chị Ngọc vô tắt anh Sơn lên. Rồi mọi người nhìn nha, cái chồng này nó là chồng bolero luôn ha. Cái phong của nó là phong hình tròn như vậy. Bên hông mọi người nhìn nè, cái càng kính của nó sáng bóng cực kỳ luôn, thấy chưa? Mình ở Đà Nẵng 3 ngày nhận được hàng chị nha. Kính bo mã gì? Dạ anh ơi, cái kính bóp chơi này mã của nó là 8503 nha. Mã là 8503, 350 một cây, hàng cao cấp bên Túc luôn anh ạ. Bài trò ra chơi viên mới lên trò à, chơi game mọi người ha, em sẽ tổ chức chơi game nha. Rồi, mẫu kính này 8503 mọi người nha. Xuân Tài hello hy vọng luôn ạ. Mẫu kính này 8503, 350 một cây, ai lấy mọi người comment liền cho em luôn. Còn kính này em đang mang lên là 3211, thì cái cây 3211 này nó là 450 một cây, giá gốc là 900 tại shop luôn mọi người nha. Đây, hộp đồ đầy đủ cho mọi người luôn, có màu trà với màu đen cho mọi người lựa chọn nha. Màu trà với màu đen là như vậy, thấy không ạ? Có màu đen luôn nè. Màu trà với màu đen, 450 một cây, để em mang màu đen cho mọi người coi luôn nha. À, sao chắc bán được nhiều kính lắm này. Dạ cảm ơn Tiến Hoàng nhiều ạ. Hello chị mới like hả chị? Ừ đúng rồi, tan vỡ hạnh phúc ơi, chị Túc mới like em ơi, em chia sẻ livestream cho chị đi. Mang thử xem. Ok Kim Sang Trần, em mang thử cái màu đen cho anh coi nha. Đây nó sáng cực kỳ, cái gọng của nó nè sáng lắm. Chồng này chồng bolero, chống trời chống bể cho mọi người luôn, cũng chống tiêu V 400 cho mọi người, còn có chống tả tia phân cực. Thì mẫu kính màu trà này mình có thể là đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn mọi người nha. Đây, trồng của nó là trồng tròn như vậy, rất là sang. Bên trong có chán phản quang màu xanh để chống ánh nắng mặt trời cho mọi người luôn. Em ơi, cái gì? Em test kính đẹp, đẳng cấp em ơi. Anh ơi, hy vọng ơi, đây là kính dòng kính đắt nhất bên em luôn nha. 900k một cây. Hôm nay sale chỉ còn có 450 thôi, một nửa giá. Ai muốn mua hàng thì mọi người comment cho em. Cái mã của nó là 3211 kèm theo số điện thoại luôn nha. Ở trên đây nè, nó sẽ có chữ Armani được khắc tia laser cho mọi người. Trồng này chống trời chống bể cho mọi người luôn. Đây, bây giờ em bắt đầu chơi mini game mọi người nha. Thì bây giờ em sẽ tặng cái kính. Hả? Hỏi luôn hả? Bán luôn hả?
Ok, vậy bây giờ em bán kính luôn đi ha. Có gì ngày mai em sẽ chơi mini game luôn nha. Nãy giờ mọi người hỏi kính nhiều quá cho nên em cứ lo bán kính thôi. Rồi ok, vậy hôm nay em sẽ tập trung bán kính. Mọi người cứ ngồi trong livestream coi em bán kính nha. Rồi, bây giờ em sẽ lên tiếp cho mọi người cái dòng khác nữa. Đó là dòng kính gấp nè. Kính gấp thì đó là kính Ray-Ban luôn nha. Mắt kính nhiều mẫu mới cập nhật thường xuyên. Cảm ơn Trúc Lê nhiều nha. Em mua kính về chẳng may bị rớt tròng, sao có hỗ trợ gì không? Trân Trân ơi, em nhắn tin inbox cho fanpage liền luôn. Các bé nhân viên bên chị sẽ giải quyết cho em luôn nha. Trân Trân nha. Có đang mở cái làm không ta? Rồi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho Dạ mọi sao người. Ai cứ mở thì chị cũng biết mở cái máy lạnh này luôn, nó khó chịu ghê. tại vì ai kêu chị vẽ cái đó làm chi? Nhìn không biết luôn không? Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này đó là kính Ray-Ban. Thì đó, mọi người có thắc mắc tại sao cái hộp của nó là nhỏ như vậy không? Còn cái hộp này nó to như vậy không? Cái hộp nhỏ này thì có đựng được kính không? Thì em nói cho mọi người nghe nha. Thì do cái kính này nó gấp lại làm hai cho nên nó sẽ nhỏ như vậy luôn ha. Mình rất ân hàng của sắc đẹp không tì vết thật phải. Cảm ơn Đoàn Minh Thu ạ. À. Rồi em mở ra cho mọi người coi luôn nha. Ở đây sẽ có chữ Ray-Ban được khắc trên hộp da luôn. Trong đây là một chiếc hộp da cao cấp. Khi mọi người mua hàng mọi người sẽ có là kèm khăn luôn nè. Nem cạc đồ đầy đủ cho mọi người luôn nha. Em mở cái này lên cho mọi người coi nha. Đây, hello Trọng Hiếu luôn nè. Đây, mẫu kính này mọi người nha, thấy chưa? Nó gấp lại như vậy luôn và mình có gấp 1.000 lần nó cũng không hề bị gãy vì cơ chế của nó là kính gấp mọi người nha. Hello Trọng Hiếu luôn nè. Đây mọi người nhìn nha, kính này có giá là 500k một cây. Trồng này là trồng thủy tinh nha mọi người nha, không phải là trồng thủy tinh hữu cơ đâu. Gấp lại như vậy đó, thấy chưa? Đây, em sẽ gấp cho mọi người coi luôn nha. Có gấp bao nhiêu lần cũng không rồi. Hello anh Quang Thắng Trương, tôi tốt chào anh ạ. Đây mọi người nhìn nè, đó, gấp như thế nào cũng được hết trơn, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Thì cái trồng này nó màu trà nè, anh Sang ơi, Kim Sang Trần ơi, trồng này màu trà như ý anh muốn luôn nè. Mã của kính này là kính gấp 500k một cây, kèm hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Nhưng mà ngày hôm nay em sale cho mọi người chỉ còn có giá là 250 một cây thôi nha. 250 có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Lên rồi mà ít quá anh bị chặn một số nhóm rồi. Ô anh Cường bị chặn nhóm rồi hả? Vậy anh Cường chia sẻ trong cái tin nhắn cho Túc Túc đi anh Cường ơi. Đây có hộp cho mọi người đầy đủ luôn. Bây giờ em sẽ test kính cho mọi người coi nha. À cái chồng này nè, nó được làm bằng chồng thủy tinh. Trên đây có chữ Ray-Ban cho mọi người. Viền này nè, nguyên cái viền kính màu vàng kim này nó sẽ được làm bằng titan nha. Không bong, không tróc, không xét và không gỉ cho mọi người luôn. Mọi người nhìn nè, thấy chưa? Nó rất là mịn, là mỏng luôn chứ lộn. Rất là mỏng. Hàng thiệt không em? Dạ hàng thiệt luôn Trương Ti ơi. Đang có giá là 500, sale còn 250 anh nha. Dạ không có màu đen luôn Tiến Vũ ơi. Em có một màu duy nhất thôi. À cái mẫu này em có màu xanh nữa nha. Màu xanh đeo lên nó sẽ thành xanh đen. Chống tiêu V385 cho mọi người luôn nha. Đây em còn có cái mẫu màu xanh đen này nữa nè. Nhưng mà nó không có gấp lại được nha. Em mang cho mọi người coi màu trà 250 một cây. Comment cho em kính gấp kèm số điện thoại luôn nha. Còn đây cái kính màu xanh này mọi người nhìn nha. Màu xanh này nè, thì trồng của nó y chang luôn trồng thủy tinh hữu cơ, có điều là nó không gấp lại được thôi. Cái hộp của nó sẽ là như vậy, đây có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Trong đây sẽ có hộp da nữa nha, có khăn, có hộp da cao cấp cho mọi người luôn. Rất là đẹp luôn, thấy không ạ? Trên khăn nè sẽ có cái logo cho mọi người nữa nha. Thì cái kính này có giá là 750 một cây. Thì hôm nay em sẽ cho mọi người còn 350 thôi, rất là rẻ. Ai lấy mẫu này comment liền cho em là 350. À, bán đi bà nội hả? Chia sẻ cho em. Hàng thiệt các em, hàng thiệt bảo đảm cho anh luôn nha. Có cây nào 150 con túp? Dạ có luôn anh ơi, để em lên cho anh nha. Hello anh Sơn Nguyễn luôn nè. Gọng kính mang đi mưa có bị dễ oxy hóa chất sơn không Trúc? Không hề có luôn Trọng Hiếu nha. Những cái gọng kính bên Trúc đó là sẽ bảo hành cho mọi người nè. Không bong, không tróc, không xét và không gãy mọi người nha. Cho nên mọi người yên tâm khi mua hàng bên em. Vì gọng kính của nó được làm bằng titan mọi người nha. Rồi, mã kính này 3026 kèm số điện thoại liền cho em luôn nha. Giá của nó là 700k sale còn 350 luôn á. À, bữa anh có thằng bạn tên là Sơn Đen giới thiệu mua hàng ở đây tốt lắm. Đúng rồi, giá cả là 300, cảm ơn anh Trọng Hiếu nhiều nha. Ừ, Sơn Đen là khách sĩ bên em luôn đó, ổng mua kính nhiều bên em lắm luôn đó. Ờ, Trọng Hiếu là bạn của Sơn Đen hả? Rồi, anh Sơn Đen có đặt mẫu kính ở đây nhiều lắm luôn để lấy về bán cho mấy bà nữ á, mấy bà ở xóm á. Cho nên á, Trọng Hiếu mà được Sơn Đen giới thiệu đây là được giá ưu đãi luôn đó nha. Rồi, mọi người ơi, ai lấy kính này mọi người comment liền cho em nha. 3026 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn. Có kính nữ không chị? Có luôn Ngọc Ruby nha. Để chị lên kính nữ cho em xem liền luôn. Kính gấp này ai lấy comment liền nha. Ok, em chốt kính gấp cho Ngọc Hà Trần luôn. Ok, chị Ngọc Hà Trần cái kính gấp này luôn. 250 một cây chị Ngọc Hà Trần nha. Chốt cho Ngọc Hà Trần một cây kính gấp luôn nè. Ok Ngọc Hà Trần. Ok Sơn Trần cũng lấy kính gấp luôn. Ok Sơn Trần nha. Em chốt cho anh Sơn Trần một cây kính gấp luôn nè. Đỗ Hồng Đạt một cây kính gấp luôn. Ok nha. Rồi kính gấp em chỉ còn hai cây duy nhất thôi. Đỗ Hồng Đạt ơi em chốt cho anh rồi nha. 250 một cây kính gấp đó anh ạ. Rồi bây giờ em sẽ qua kính gấp và em lên kính khác cho mọi người coi. Đó là dòng kính nữ nha. Những anh nam nào mình thích kính nữ mua chơi vợ thì mình ở lại trong livestream của em nha.
Hello anh Trọng Duy, tôi chào Trọng Duy luôn nha. Cảm ơn anh Trọng Duy nhiều nè. Trọng Duy ơi, anh ăn cơm chưa ạ? Trọng Duy đã ăn cơm chưa? Đang hỏng không? Nói mà cổ họng muốn nứt ra luôn á mọi người. Rồi bây giờ em lên kính nữ cho mọi người coi nha. Kính nữ thì em đang có mẫu này là Ngọc Ruby ơi, có đâu nào 250 không? Hải Nguyễn Ngọc ơi, có 250 em vừa lên cho anh coi đó. Em có cái nào màu xanh nam không? Dạ có luôn Hồ Tân Hoàng ơi. Có mẫu kính râm nào tròng trắng không? Chốt hết kính râm tròng trắng rồi Hiếu ạ. Hiếu muốn mua kính gì? Kính da không? Rồi, hôm nay em like nhiều thế hả? Thời gian đâu mà hẹn hò thương quá. Dạ anh ơi, làm gì có bồ để mà hẹn hò, em chỉ bán kính thôi. Rồi, Hồ Tân Hoàng ơi, em sẽ lên cho anh cái cây kính này nè. Giá của nó là 500 sale còn 250 đây. Để em coi coi nha, cái kính mà màu xanh đi ha. Đây mọi người nhìn nha, từ 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 từ. Ủa, cái kính màu xanh là cái kính Ray-Ban đâu rồi ta? Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi mọi người ơi. Rồi, kính Ray-Ban màu xanh. Hả? 350 lận. Hỏi kính 250 cơ. Rồi, anh ơi cái kính màu xanh này nam không nè anh Hồ Tân Hoàng ơi, em lên kính màu xanh của nam cho anh coi luôn nha. Mẫu kính này màu xanh như vậy nè, khi anh mang lên nó sẽ ra màu xanh đen như vậy, anh thấy không? Nó tựa tựa màu đen nha. Kính này mình có thể đi tầm được tới 11, 12 giờ đêm luôn đó ạ. Có kính lục giác màu trà không chị? Có luôn Ngọc Ruby nha. Em cảm ơn anh Tân Hoàng. Có mẫu nào trông mạnh mẽ nam tính xíu không đó hả em? Có luôn anh Trọng Hiếu nha, để em lên kính này cho anh coi luôn ha. Mã bao nhiêu? Dạ Hải Nguyễn Ngọc ơi, cái kính 250, mã kính này là kính gấp nhanh nha, kính gấp là 250 một cây. Còn kính này nè mọi người comment cho Túc là 3026 kèm theo số điện thoại, 350 một cây trồng thủy tinh cho anh Thân Hoàng luôn ha. Thân Hoàng ơi comment cho em là 3026 kèm số điện thoại đây anh ơi, kính này trồng xanh nha, bảo hành cho anh 3 tháng luôn, không bong không tróc không gỉ và không xét trồng thủy tinh, 3026. Còn kính này nè anh gì mất tiêu rồi, anh Hải Ngọc Nguyễn ơi, Hải Nguyễn Ngọc ơi, cái kính này là kính Ray-Ban, nó gấp lại được luôn, 250 một cái luôn nha. Đây em đưa lên cho mọi người coi nè, rất là đẹp, rất là ngầu luôn, đây là mã kính gấp luôn nha. Rồi Trọng Hiếu ơi, mẫu này mạnh mẽ lắm luôn nè, mạnh mẽ lắm luôn đó. Trọng Hiếu lấy thì Trọng Hiếu comment cho Túc liền luôn là kính gấp kèm theo số điện thoại luôn nha. Anh mua tặng thằng bạn anh tên là Long Villa luôn đó hả? Ủa Long Villa là cái anh đó có mạnh mẽ không anh, hay là ảnh bóng vậy anh ơi? Kính bên em mang lên một cái là cứng đơ luôn anh nha. Rồi có bán kính tim không hả? Tim em không anh mua hả? Anh này chọn em hoài. Rồi mẫu kính này là màu trà nè, anh gì đó ơi, anh Hải Nguyễn Ngọc comment cho Túc là kính gấp kèm số điện thoại để mua kính này 250 nha, giá gấp 500k. Hồ Tân Hoàng ơi, anh có lấy kính màu xanh này thì anh comment cho Túc luôn là 3026 kèm theo số điện thoại, 350 một cây nha. Có mẫu khác không vậy? Có mẫu khác luôn, Thành Hayate nha, để Túc lên mẫu khác cho Thành coi luôn ha. Rồi bây giờ em qua mẫu nữ đi ha, lên một cây mẫu nữ cho bà Ngọc Ruby coi cái rồi em quay lại mẫu nam tiếp cho mọi người coi nữa nha. Đây em lên cái mẫu mà lục giác mà màu trà cho Ngọc Ruby coi luôn. Bé Ngọc Ruby ơi, chị lên cho em coi luôn nha. Mẫu kính này là form lục giác rất là đẹp, rất là sang chảnh luôn. Thì mẫu này em có thể là dùng đi biển được luôn nha, dùng đi biển hay đi đâu cũng được hết trơn, đi làm thường xuyên, làm thường ngày mang cũng được. Trong này nè em nhìn nha, khứa cạnh khía cạnh khía cạnh khía cạnh như vậy, màu khác kính gấp em không có luôn nè anh Thành Hayate ơi, kính gấp chỉ có một màu duy nhất thôi anh ạ. Trong này đi ngày đi đêm được luôn, trồng thủy tinh hữu cơ. Đây chị test cho em coi Ngọc Ruby nha, chấm tiêu về chuẩn 400, cái càng kính bên hông của nó rất là sang luôn nha. Lên kính lục giác trà đi chị nè, chị lên cho em coi là kính lục giác trà nè, họa tiết của nó được khắc rất là tinh tế và rất là sang luôn. Chốt 3026 cho anh Khoa Nguyễn, ok anh Khoa Nguyễn luôn nha. 3026 là mẫu này Khoa Nguyễn nha, 350 một cây, có hộp đầy đủ cho anh luôn. Rồi cái kính Túc đang mang có mã là 6864 phải không ta? Không phải đâu, 6864, 400k sale còn 180. Bé Ngọc Ruby ơi, em có lấy kính này em comment cho chị luôn nha. Ngọc Ruby ơi, 6864 180 một cây, chốt cho anh Khoa Nguyễn 3026 luôn nha, 350 một cây, 3026 cho anh Khoa Nguyễn. Rồi cái cây này em đang mang là 6864. Chiều giờ chị ăn gì chưa chị Túc ơi? Chị ăn rồi nè, vỡ tan vỡ hạnh phúc ơi, chị cảm ơn em nha. Rồi Tiến Vũ ơi, anh cho em xin số điện thoại để em chốt cho anh cái kính gấp luôn nha. Anh cũng muốn có kính luôn á hả? Kẻ trắng tay thì anh comment cho em mã đi, anh thích mã nào em sẽ bán cho anh mã đó luôn nha. Em đang sale với giá cực kỳ thấp luôn, đó là giá gốc là ở trên shop, nhưng mà em sale trên livestream còn có một nửa giá thôi. Mà anh Cường bút sống quá vậy.
Rồi, anh Tiền Vũ ơi, anh Tiến Vũ ơi, anh cho Túc xin số điện thoại của anh đi để Túc chốt hàng cho anh luôn nha. Cái kính gấp là 250 một cây, có bảo hành cho anh 3 tháng luôn. Rồi, bé Ngọc Ruby ơi, chị lên cho em kính màu trà lục giác như vậy nha. Em thích kính này thì em cầm bông cho chị Túc luôn ha. Đây thì có một cái màu trà nữa, đây là kính hình chữ nhật nha. Ok Tiến Vũ, em đã thấy số điện thoại của anh rồi, em chốt cho anh một cây kính gấp luôn nha, giá là 250 một cây. Rồi, mọi người lấy kính nào nữa thì comment cho em, cho Tiến Vũ một cây kính gấp luôn nè, 250 một cây nha. Anh Việt Nguyễn ơi, mua kính ủng hộ Túc Túc đi. Anh Trọng Hiếu ơi, mua kính ủng hộ Túc Túc đi. Rồi, mẫu kính này Túc đang mang có mã là 6863, thấy chưa em? Dạ thấy rồi Tiến Vũ nha. Em đã thấy số điện thoại của anh rồi. Rồi, trồng thủy tinh tốt hay là bolero vậy? Dạ, trồng bolero nó tốt hơn anh nha. Trồng thủy tinh thì nó có thể là vỡ, còn trồng bolero là nó có chống trời, chống vỡ, chống xước cho anh luôn. Đó là trồng bolero anh nha. Anh nên lấy cái trồng bolero đi cho nó sang luôn nè. Hello anh Kim Sang Trần nha. Rồi, mẫu kính này Túc đang mang 6863 dành cho nữ nha. Trồng thủy tinh hữu cơ. Cái gọng của nó là như vậy, rất là xuất sắc luôn. Ở đây được bằng nhựa trong suốt cao cấp mọi người nha. Trồng này màu sáng như vậy nhưng mà nó có chống tiêu UV chuẩn 400 cho mọi người luôn. Thấy chưa ạ? Rồi, bây giờ em qua mẫu khác cho mọi người coi luôn nha. Mã này 6863 dành cho nữ, 108 thôi, rất là rẻ. Thì mẫu này Túc Túc còn có màu tím cho mọi người nữa nè. Có màu tím như vậy nữa nha. Kính gấp ok Trọng Hiếu luôn nha. Chốt kính gấp cho Trọng Hiếu luôn nè. Rồi, mẫu này Túc đang lên cho mọi người là màu tím, rất là đẹp luôn, thấy không ạ? Mẫu này cũng 108, còn có màu đen cho mọi người nữa nha. Ai lấy thì comment cho Túc liền luôn. Cái lục giác như thế này Túc còn có cho mọi người là màu khói, mã là 6864. Cái nào màu tím này Túc đang mang là 6863 nha. Ai lấy comment cho Túc liền luôn. Bây giờ em sẽ qua mẫu liền luôn mọi người ha. Bây giờ mình sẽ quay về kính nam nha. Kính nam cho cái chấm tràn một cái kính gấp nhé. Ok anh Trọng Hiếu luôn nè. Rồi, bây giờ em quay lại kính nam, mà kính nam ngầu ngầu cho mọi người có chịu không? Em lên dòng kính này nó rất là ngầu luôn nè. Đây mọi người nhìn nha. Trong của nó trồng bolero, chống trời xước, chống rơi vỡ cho mọi người luôn. Đây thì những anh nam nào mình thích nam tính không quá là nổi bật, có cái màu vàng như nãy giờ thì mình chọn cái cây này, cái form của nó là màu bạc form tròn như vầy, tròn giọt nước nha. Trên đây có khắc chữ bóp chơi cho mọi người luôn. Review lại tranh với em xem phim lời thỉnh cầu bí ẩn chưa chút? Chưa anh Trọng Hiếu ơi, anh cũng đang định đi xem rồi. Vậy thì anh đi xem đi rồi lên đây review cho em coi coi có hay không nha. Ủa mà cái đó hình như nó chiếu chưa anh Trọng Hiếu nha. Ủa anh Trọng Hiếu ơi, cái đó nó có chiếu chưa ta? Em nghe trên mạng cũng đồn ầm ầm lên đó. Mọi người có coi phim lời thỉnh cầu bí ẩn gì chưa? Rồi, mọi người nhìn nha, bên trong của nó nè, có trán phản quang cho mọi người, chống tiêu UV là chuẩn 400 luôn. Trên đây con ve kính nè, có khắc chữ Watcher cho mọi người. Bên hông cái càng kính sẽ có chữ Watcher ở đây cho mọi người luôn nha. Ủa anh Hiếu, anh định chừng nào đi xem đó? Anh định chừng nào anh đi xem? Đây có chữ Watcher ở đây nha. Gọng và không bong không tróc, lúc nào cũng sáng trưng như vậy hết trơn. Em sẽ test tiêu UV cho mọi người coi, chống tiêu UV chuẩn 400, ten, chuẩn lắm luôn. Rồi em đeo cho mọi người coi cái độ ngầu của nó luôn nha. Mở ra mở vô được luôn, mã của nó là 8722. Thì cái cây 8722 này nó là dòng Watcher cho nên nó sẽ có hộp Watcher như vậy. Mã của nó là 8722, 350 một cây. Giá gốc là 700k mọi người nha. Mọi người có thể là qua shop em để coi coi là nó có đúng mẫu, đúng mã không, coi có thích không, nếu như mọi người ở gần shop em nha. Còn nếu như mọi người ở xa shop em thì em sẽ giao hàng tận nơi cho mọi người coi luôn. Coi khi nào ưng thì thôi, ưng thì lấy, không ưng thì trả lại cho em luôn nha. Rồi, mẫu kính này 8722, ai lấy mọi người comment liền cho em được không ạ? Rồi, các tình yêu của em ơi, các anh nam của em ơi, mình thích mẫu kính như thế nào, mình comment lên cho em đi. Để em lấy kính cho mọi người coi luôn nha. Để em lấy mẫu kính phù hợp với gương mặt của các anh cho các anh coi để các anh dễ lựa chọn luôn nè. Ủa comment bị đứng rồi hả Long ơi? Không thấy comment luôn Long ơi. Rồi. Gì ghê vậy? Rồi bây giờ sao giờ? Rồi bây giờ em lên cái kính này là kính cao cấp nữa dành cho các anh nam mà nó có gỗ trong cái kính luôn. Mọi người nhìn nha, cái kính này rất là đẹp luôn nè. Anh Sang ơi, anh hỏi kính ấy dài 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 dài. Rớt nữa, em chuyên gia làm rớt kính luôn á mọi người, nhưng mà kính bên em bền lắm, rớt ở nào nó cũng không bể hết trơn, lớp rớt xuống là lụm lên lại liền ha. Hello anh Thành Nhẫn, tôi có chào anh Thành Nhẫn luôn ạ. Rồi mọi người nhìn nha, kính này trồng hình vuông như vậy, trên đây có càng kính là màu vàng, có hai càng, có hai cầu kính, một cầu dài một cầu ngắn, có chữ bắp chơ màu vàng ở đây cho mọi người. Bên hông mọi người nhìn nha, có màu vàng là bằng titan, màu vàng ở đây cũng như vậy, ở đây nó sẽ phối gỗ cho mọi người. Và trên đây nha, có màu hồng không em? Dạ anh ơi, Trần Dương ơi, có màu hồng là dành cho nữ anh nha, anh lấy kính nữ hay lấy kính nam anh ạ? Nếu như mà kính nam thì không có màu hồng anh ạ.
Rồi, trên đây nha, sẽ có cho mọi người khắc cái chữ Butcher cực kỳ tinh tế luôn. Cái nét của nó rất là đẹp vì nó là kính chính hãng nha. Không phải tào lao mới làm như những cái hàng ở ngoài thị trường đang bán tràn lan đâu nha mọi người ơi. Bên em bán hàng là kính chính hãng. Đây, in nơi xuất xứ và in mã rõ ràng trên đây cho mọi người. Bắt ốc thiết kế rất là tinh tế luôn ha. Bên trong có tráng phản quang cho mọi người đầy đủ. Đó, xuất xứ tại Ý luôn nha. Thì mẫu này có giá là 8 à lộn có giá là 350 một cây, giá gốc 700, giá sale 350. Mẫu của nó là 8819 350 một cây. Ai lấy mọi người comment liền cho em phong hình vuông cho nên các anh nam mang lên sẽ rất là ngầu, rất là cá tính luôn và nó còn thời trang nữa nha. Đây, có những cái màu vàng với lại gỗ như vậy nè, tạo điểm nhấn cho cái kính làm cho mình nó sang chảnh lên nữa nha. Rồi, ai lấy mẫu này mọi người có thể comment cho em là 8819 kèm theo số điện thoại liền luôn được không ạ? À? 8819 kèm số điện thoại liền cho em nha. Giá của nó chị... Ê, mất cửa không ai trả lời luôn chứ. Có màu hồng không em? Hả? Có màu hồng không em? Không, chị nói là trên rút kìa, không ai trả lời luôn. Đi ngủ hết trơn rồi, đi ăn rồi. Rồi, mọi người ơi, kính này 8819 nha. Giá của nó là 350 một cây. Có hộp cho mọi người đầy đủ, có bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Anh ơi, anh Trần Dương ơi, anh thích kính màu hồng mà là kính nam hay là kính nữ anh ạ? À? Để em lấy kính cho anh coi luôn nha. Cái gọng này nè, bảo đảm với mọi người nó luôn sáng bóng như vậy luôn ha. À, mẫu kính này nữ còn mang được nữa nha. Rồi, có các chị nữ nào ở đây trong livestream của Túc không? Có các chị nữ thì các chị nữ comment lên cho Túc liền luôn để Túc lên kính cho mọi người coi kính nữ nha. Còn bây giờ thì Túc tiếp tục lên kính nam cho các anh nữa. Ơi, em nghe nè Việt ơi, em nghe nè, anh kêu em cái gì đó. Cái mặt em á, nó mập quá à, nhìn nó như cái bánh bao mọi người ha. Mất cái cầm V-Line luôn rồi. Ô, cái V-Line à? Có V-Line đó, hồi đó là cầm V-Line đó. Sao đó giờ không biết nhỉ? Tại vì cứ gặp chị dễ quá mà, sao con thấy được cầm V-Line nam em ơi dạ. Nếu mà nam thì đâu có màu hồng đâu anh ơi. Nếu mà nam thì không có màu hồng. Rồi, mọi người ơi, bây giờ mọi người có cái gì mọi người muốn hỏi chút tốt hơn nè. 8819 cho anh Hải Ngọc Nguyễn luôn. Anh coi được thì mua nha em, ok anh Hải Nguyễn. Chắc chắn với anh luôn, anh mà nhận được cái cây 8819 hồi nãy là anh mê tít con mắt luôn đó. Chắc chắn là anh sẽ lấy luôn nha, đó. Rất là đẹp rồi, em chốt cho anh Hải Nguyễn một cây 8819. Em cảm ơn anh Hải Nguyễn ạ. Hải Nguyễn Ngọc luôn nha, Hải Nguyễn Ngọc một cây 8819 luôn nè. Hàng cao cấp bên em, cho nên anh yên tâm về chất lượng. Đẹp lắm em, dạ đúng rồi, đẹp lắm luôn. Hello Lerin, chào Lerin luôn nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, ơi mọi người có muốn nói chuyện tâm sự gì với em không? Mọi người tâm sự với em luôn đi. Anh chuẩn bị ăn cơ, à, anh bị ẩn comment rồi phải không em? Dạ, nãy giờ em không thấy Cường comment gì luôn á, bây giờ mới thấy Cường comment luôn nè. À, anh Hải ơi, anh ăn cơm chưa nè? À, anh gì đó ơi? Anh Trần Dương ơi, anh Việt ơi, Thành Nhẫn ơi, mọi người đang làm cái gì đó? Mọi người có ăn cơm chưa? À, phải chỉ có bé Huyền ở đây thôi, bé Huyền sẽ hát cho mọi người nghe luôn nè. Tiếc ghê, em không biết hát chứ không, em biết hát là em ngồi đem giải trí với mọi người, giải trí câu like rồi ha. Rồi, bây giờ thì các anh ơi, mình có cái kính nào muốn hỏi em không? Hay là mọi người muốn hỏi em cái gì không? Hoặc là mọi người muốn mua cái kính cái dạng như thế nào thì mọi người có thể là comment lên cho em được không? Chẳng hạn như là kính nam, màu gì? Hoặc là kính nam vuông hay tròn? Chịu chết luôn đó hả? Chịu chết luôn là sao? Rồi, hoặc là mọi người thích kính tròn tròn, tròn giọt nước, tròn vuông, kính không viền, kính màu gì, màu trà hay màu khói. Mọi người comment lên cho em để em biết đường em lên kính cho mọi người nha. Còn bây giờ thì tiếp tục tôi sẽ lên mẫu kính này cho mọi người coi nữa nè. Đây, mẫu kính này là kính cu xì mọi người nha. Đây là chiếc kính cu xì, có logo cu xì ở đây cho mọi người luôn. Có tem cu xì về tháo ra nha. Bên hông của nó nè sẽ có chữ cu xì ở đây cho mọi người. Cái càng kính cứ là xuyên suốt như vậy luôn. Không có đi chơi với người yêu sao chị? Không có đi chơi, chị làm gì có người yêu để mà đi chơi. Một ngày á, chị phải live stream từ sáng tới tối luôn á, cho nên không có ai để đi chơi hết trơn. Anh đang nằm ngủ nè em ơi. Ơ, anh đang nằm ngủ mà anh cũng coi live stream của em hả? Đó, đang nằm ngủ y như cái tấm hình avatar chứ gì. Anh Trần Dương hình như lần đầu tiên vô live stream của em đúng không? Có kính không gọng không? Tiên Dương ơi, em chỉ có kính không gọng của nữ thôi à. Bán cái khác đi, bán kính hoài chán quá. Vậy bây giờ bán cái gì? Không lẽ bán thân hả cha nội? Chứ em chỉ có bán kính thôi. Chứ anh Võ Đức Tài thích em bán gì? Bán kem dưỡng da hả? Định rủ em đi ăn ở xa quá. Ủa, anh Hải anh ở đâu? Tặng em một cái đi chị, ngày mai đi, ngày mai chơi game á thì em chị tặng em một cái luôn nha. Ờ, mọi người ngồi im không à, mọi người không có chịu nói chuyện gì với em hết trơn, sẽ buồn lắm, cảm thấy tủi thân lắm luôn. Rồi, mẫu kính này em mang cho mọi người coi rất là đẹp và khi mà bán mà chậm như vậy, em sẽ xem cho mọi người sập sàn luôn nha. À, có đi á anh không? Anh ơi, đi đâu vậy? Đi mua kính hả? Anh ơi, qua shop em mua kính cho em với. Mẫu kính này em đang mang cho mọi người có mã là 2025 nha, 400 ngàn một cây.
2025. Hôm nay em sẽ cho mọi người chiếc kính Gucci này có hợp cho mọi người luôn, còn 149 nghìn một cây thôi. Dạ anh Hải, anh Hải ơi, anh Hải mua thêm cái kính này nữa là anh Hải được free ship luôn á. Vì hóa đơn của nó là trên 500k sẽ được miễn phí ship nha. Còn nếu như mà mọi người ơi, tiền ship ngoại thành là 30k nè, nội thành là 20k nè, hóa đơn mà trên 3 cây là miễn phí ship luôn. Hóa đơn mà trên 500 cũng được miễn phí ship luôn. Anh Hải ơi, anh lấy thêm cái mẫu này đi, em thấy cái mẫu này nó rất là đẹp luôn đó anh ơi. Mà giá chỉ có là 149 nghìn một cây thôi. Hải ơi, Hải à, lấy kính này cho em luôn đi. Nó 149 nghìn thôi, anh có thể là đi đêm được luôn. Em đau họng quá à. Anh ở La Ghi Bình Thuận. Dạ, anh ở La Ghi Bình Thuận. À, hồi nãy anh hỏi em rồi, La Ghi Bình Thuận là 3 ngày có hàng nha. La Ghi Bình Thuận có khu du lịch gì đó đẹp lắm phải không? Hình như là, ủa anh, cô biết có phải là ở La Ghi không? Cô biết can gì đó phải ở La Ghi không ta? Rồi, mẫu kính này 2025 mọi người lấy comment liền cho em nha. Mua túc có được free ship không đó hả? Mua túc là anh phải lên tới nè, anh chở túc về luôn á. Hải Nguyễn Ngọc á, chị thấy không nhỉ? Thấy. Lên 889 thôi. Ờ, lấy 889. Chắc rồi. Rồi, bây giờ em qua kính thôi khác cho mọi người coi nữa nha. Mã kính này là 2025 kèm số điện thoại liền cho em. Còn bây giờ em lên tiếp cái cây cao cấp này cho mọi người nữa nè. Chị đẹp vậy mà chị nói hả? Không có người yêu, không tin luôn đó chị. Ừ, do chị chút làm đi làm suốt à. Chị mà ngủ dậy á, là 9 giờ. Xong rồi chị làm việc nhà cho tới cỡ tầm 10 giờ. Rồi chị soạn đồ, chuẩn bị đồ lên tới công ty là 11 giờ rưỡi là chị nhảy lên, lúc nào chị cũng trễ đó. Chị nhảy lên chị live stream liền luôn rồi chị ở trong cái căn phòng này, chị ở trong công ty. Tới giờ này chị chưa kịp về luôn. Thằng nào mà nó yêu chị cho nổi. Yeah yeah yeah, em chính là Huỳnh Huỳnh Nguyễn một cây 2025 tranh Huỳnh Huỳnh Nguyễn luôn nha. Gặp em mà là con trai, em có yêu chị không? Chị đi làm suốt vậy nè, chị đi kiếm tiền vậy đó, rồi em có yêu chị không? Rồi, tốt chốt cho anh Huỳnh Huỳnh Nguyễn một cây luôn nha. 2025 màu trà cho Huỳnh Huỳnh Nguyễn luôn ạ. Vậy nhé, để lúc nào anh lên đón em nhé. Đón em là bắt cóc em về luôn đó hả? Rồi, mọi người ơi, em lên cho mọi người coi cái cây kính này, nó rất là đẹp luôn, mọi người nhìn nha. Thì đây là dòng kính cao cấp bên Túc, có khứa 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 trên đầy rất là đẹp. Có chữ Watcher ở đây cho mọi người, trồng này là trồng Bolero, chống trời chống bể, có chữ Bolero nha. Lộn lộn cái chữ này là chữ Watcher, lộn lộn nha. Anh đang chuẩn bị đi tục lấy gì? Không hiểu, mấy kính nhỏ nào hợp em? Dạ Cao Nguyên Hà ơi, em có kính nhỏ nha. Có thằng Cường nó yêu em nè hả? Thằng Cường bút đó hả? Rồi mọi người nhìn nè, bên trong của nó cái càng kính sẽ có chữ Watcher trắng sáng như vậy luôn. Hai sọc này là hai sọc bạc ha, rất là đẹp đó, màu xanh ở trong sáng bóng cực kỳ. Mã kính này 350 một cây, 1706 một cây duy nhất thôi, cái này em hết hàng rồi, còn có một cây còn sót lại thôi. Anh nào lấy kính này thì anh đó comment cho em nha. Cao Nguyên Hà ơi, cái chồng này nó không quá là to luôn anh ơi. Chồng này chồng vừa nè, chồng này phong vừa phong nhỏ nè. Anh có lấy kính này thì anh comment cho Túc đi. Mã của nó là 1706, giá là 700k, sale còn 350. Có hộp đầy đủ cho anh luôn nha. Đây, có hộp đồ đầy đủ cho anh hết trơn á. 350 một cây, hàng cao cấp bên em nha. Siêu sang chảnh, bảo hành cho mọi người tới 3 tháng luôn. Khi nhận được hàng, được quyền kiểm tra hàng, ưng ý rồi mới trả tiền cho shipper, còn không thì thôi trả lại kính cho em nha. Đó, siêu sang chảnh luôn, có hộp đàng hoàng cho mọi người nha. 1706 kèm số điện thoại liền cho em luôn. Rồi, bây giờ em sẽ qua mẫu khác liền cho mọi người coi luôn nha. 1706 kèm số điện thoại cho em luôn. Anh Cường chuẩn luôn cái gì đó, anh Cường ơi, anh Cường chuẩn cái gì đó. Rồi, em lên cái chồng nhỏ hơn nữa cho anh Cao Nguyên Hà coi. Đó là kính này đây anh ạ, à. Chồng này là chồng nhỏ hơn nè. Đây, em lên cho anh coi nha. Chị đi làm khoảng mấy giờ chị mới về vậy chị? Tối lắm, chị đi làm về khuya muốn chết luôn á. Nhiều khi chị đi làm về chị còn đi kiếm cái gì chị ăn nữa, vì nhiều khi cả ngày ở trong công ty chẳng có gì ăn hết trơn á. Mọi người xem mà không ai nói thì để anh nói. Ừ, anh Cường nói với em thì hết live stream luôn á nha. Rồi, mọi người nhìn nha, mẫu kính này Túc đang lên nè. Anh gì đó ơi, anh Cao Nguyên Hà ơi, mẫu kính này là trồng nhỏ như vậy anh nha, cái trồng của nó nhỏ xíu như vậy thôi. Nó là trồng hình chữ nhật, nó có mã là 8819, 700k một cây, em sale còn 350. Thì đây, cái thương hiệu của nó là thương hiệu Boucher anh nha. Khi anh mua hàng sẽ có hộp Boucher đầy đủ cho anh luôn, kính chính hãng, hàng chính hãng cho anh, bảo hành chính hãng cho anh 3 tháng luôn. Đó, có hộp nè, trong cái khăn còn có in Boucher B8000 cho anh luôn nha. Đây là khăn chính hãng luôn ạ. À, có nem cạc đầy đủ cho mọi người, 350 một cây, bảo hành 3 tháng cho mọi người, ship tận nơi luôn, ở đâu em cũng ship hết trơn. À, đặc biệt cái hộp này nó xinh lắm nè, mình mở thẳng ra như vậy, dành cho những ai mà đi du lịch đỡ tốn diện tích thì mình chọn cái hộp này cũng dễ thương lắm nha. Kính thì mình mang, còn hộp thì mình mở ra mình cất vô ba lô rất là tiện luôn, đúng không ạ? Rồi, là em nói chuẩn luôn, anh lên bắt cóc em về. Đúng rồi, nôi em nói thôi, em uống nhiều lắm á, em ăn em uống nhiều lắm luôn. Anh nuôi em sai em lăn luôn là được rồi ha. À, Túc sao đẹp vậy hả? Túc
sao da tốt đẹp vậy hả? Chị à, anh Lì Văn ơi, anh là nam mà sao anh hỏi chi vậy? Nữ thì hỏi, còn nam mà hỏi nữa tôi bó tay luôn á. Anh hỏi em là đã thương đó em hả? Dạ thương đó em, là sao em không hiểu luôn nè. Lắc Quy ơi, anh comment cái gì em không có hiểu. Mẫu kính này 8819, ở bên trong của nó có phối gỗ cho mọi người luôn ha. Nuôi được mà, nuôi được bao lâu? Ông nuôi tôi lo tôi béo rồi, ông chán tôi rồi, ông bỏ tôi phải không? Rồi, bên đây nha, nó sẽ có khắc mã cho mọi người và khắc nơi xuất xứ cho mọi người luôn. Ngay cái này nè, nó bằng gỗ rất là cao cấp mọi người nha. Con kính này nó sẽ cong như vậy nè, nó cong như vậy, cho nên nó ôm sát mặt của mọi người luôn. 8819, 350 một cây, hàng cao cấp bên Tóc Ngang. Dễ thương đó em hả? À, em thấy chữ gì ta? Dơ, dơ hương, em cũng không biết đó là chữ gì nữa, dơ hương hả? Rồi, kính này mọi người ơi, mã của nó là 8819. Anh Hà ơi, anh Hà có lấy cái chồng nhỏ này không? Nếu như mà anh lấy chồng nhỏ này thì anh comment cho Top đi. Kính này 8819 kèm theo số điện thoại cho Top liền luôn nha. Mọi người ơi, mọi người đã mất tiêu rồi, chúng ta hỏng quá nè. Yêu em rồi, kẻ trắng tay cũng yêu em rồi luôn đó hả? Rồi, Long ơi. Dạ. Rồi mọi người ơi, bây giờ mọi người thích lên kính nào nữa không ạ? Mọi người thích lên kính nào như thế nào mọi người nói em đi để em lên kính cho mọi người coi nha. Nếu như nữ thích coi kính nữ thì la lên, còn nam thích coi kính nam thì mọi người la lên cho em thấy nha. Đây em có một cái kính giá tầm trung như vậy nè. Mọi người nhìn nha. Đây, cái kính này nó là màu xanh như vậy, ở dưới là nó không có viền đâu. Ở trên nó có viền màu vàng, có chữ Lacoste, con cá sấu Lacoste ở trên đây cho mọi người. Có chữ Lacoste được khắc tia laser trên đây luôn. Bên hông càng kính, cái họa tiết của nó cực kỳ sang chảnh như vậy mọi người nha. Người ta nuôi em rồi, em nuôi người ta lại đi hả? Màu rơ đi em. Dạ Cao Nguyên Hà ơi, em đang lên ngay mẫu màu rơ cho anh luôn nè. À, em đi làm là em phải nuôi rồi chứ. Anh thấy mọi người ai cũng quý mến và yêu thương em hết hả? Dạ em cảm ơn anh Hải Chiều nghe. Em cũng cảm ơn mọi người trong livestream của em luôn nha. Cảm ơn các anh gì lắm. Ủa mà sao mọi người thường thường khách em sao toàn là khách nam đông dã man luôn á? Toàn là khách nam không? Anh lấy màu đó. Dạ ơ lê, lấy cặp màu đó luôn. Rồi anh Tiến Nguyễn ơi, anh comment cho Túc Túc đi 3801 kèm theo số điện thoại. Có 149.000 một cây mã này nha. 400k em sale còn 149.000 thôi. Anh lấy thì anh comment cho Túc đi 8301 nha. Chúc có màu rêu như vậy cho anh 8301. Nó đẹp lắm. Ở bên trong cái con ve này nè, nó còn có hình cái con logo con cá sấu cho anh nữa. Cá sấu này nè. Chỉ sợ Túc không theo anh về chứ nuôi em thì đơn giản là mỗi ngày có 100k rồi anh. Dở 100 nữa rồi ăn nhiều và ít chứ giờ. Em uống trà sữa đường đen hơi bị nhiều luôn á. Chắc giờ mọi người ngủ hết rồi và ít người xem. Dạ đúng rồi. Không, thường thường giờ này làm gì mà ít người xem, mọi người phải đi chơi giờ này là đi quẩy nè. Thường thường mà em like giờ này bên Facebook cá nhân của em nó đông lắm luôn á. Rồi, mọi người ơi, anh Tiến Nguyễn ơi, anh lấy anh Tèo Nguyễn chứ lộn. Tèo Nguyễn ơi, anh lấy cái này anh comment cho Túc đi 8301 kèm số điện thoại nha. Anh có bồ chưa, hàng có vợ chưa? Anh mà chưa có bồ anh mang kính này lên em nói hả? Gái theo anh chết la chết liệt luôn á, chết mê chết mệt anh luôn đó nha. Thì kính này mang lên rất là đẹp trai luôn, bảo đảm là có bồ luôn mọi người nha. Rồi, lăng quá hả? Anh Tèo ơi, anh Tèo comment cho em đi 8301 kèm theo số điện thoại nha. Để Túc Túc chốt cho anh mẫu này nè. Có hộp cho anh, có khăn cho anh, cho anh kiểm tra hàng luôn. Bảo hành cho anh nữa, sướng chưa? Sướng lắm luôn đó nha. Rồi, mua hàng mà còn được giao tới nhà cho coi hàng nữa thì sướng gì còn gì bằng đúng không ạ? Rồi, 149.000 một cây, có khăn khiếu, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em luôn nha. 8301 kèm số điện thoại. Anh Tèo ơi, anh Tèo comment cho Túc Túc đi anh Tèo. Rồi, bây giờ Túc lên tiếp mẫu khác cho mọi người coi nữa, đó là một dòng cao cấp. Mỏi miệng quá. Em bị mỏi miệng quá mọi người ơi, mọi người nghe em nói mọi người có đau tai không? Có mỏi miệng không? Kính mang có bồ, lấy anh 10 cây đi Túc. Ok, tính đặng nghe. Mang vô một cái là có bồ, mang một cây có một bồ, mang 10 cây có 10 bồ cho mọi người luôn. Em xạo đó, đừng có tin em nha. Chứ không mà mang vô mà không có bồ đi kiếm em lại, em không biết lấy đâu ra đền cho mọi người luôn á. Nhà anh chỉ có cám hả? Em chịu không hả? Có cám hay có cơm cho nội? Ý anh nói em là con heo cho em về ăn cám hả? Không về đâu. Rồi, mọi người nhìn nha, cái kính này em đang mang cho mọi người có mã là 6129. Thì đây là dòng kính Boucher, cũng là cao cấp nãy giờ luôn. Y chang những cái kính Boucher nãy giờ thôi, 350 một cây. Cái điều trên đây nè, cái mẫu mã của nó khác thôi, nó là tròng to ha. Tròng này mọi người nha, tròng này màu đen, viền màu đen. Trên đây cầu kính màu bạc, cầu kính ngang ở dưới đây màu vàng chứ lộn. Cầu kính vàng nha, bên hông có hai cái cục như thế này, họa tiết của nó là màu vàng nha. 350 một cây, có chữ Boucher bên trong cái con ve kính. Mẫu kính này mình có thể là đi đêm được luôn vì nó rất là trong.
6129 luôn ha. Hi hi cân khỉ. Anh nghĩ sao em dễ thương vậy nè, anh cho em về ăn cám nha ông nội. Rồi, mẫu kính này mình đi đêm được luôn mọi người nha. Ai lấy mẫu này thì mọi người comment cho em đi. 6129 kèm theo số điện thoại luôn được không ạ? Mẫu kính này sẽ là mẫu cuối cùng mà em livestream cho mọi người rồi đó. Mọi người có lấy thì mọi người ủng hộ tốt tốt luôn nha. 6129. Đồ ăn bữa 950, đồ ăn giặt ok, 30% ngày lương của anh rồi đó. Vậy thôi. Ôi rất kính nữa. Chuyên gia luôn á, ngồi live mà rất kính mét thôi mọi người ơi. Nhưng mà kính bên em xịn lắm, rất như thế nào không có bể hết trơn á. Rồi mọi người ơi, à, anh Tuấn Đặng Túc ơi, hồi bữa giờ có lên xem live em không Túc Túc? Ồ là sao Tuấn Đặng Túc ơi, hồi bữa giờ có lên xem live của em không Túc Túc hả? Anh lên thì sao mà, anh lên thì anh phải biết chứ sao mà em biết thì sao cho nội. Ăn hải sản hoặc hơn cám hả? Ừ, nhà có hải sản không? Dẫn anh về đi. Em khoái ăn hải sản cực kỳ, đặc biệt là tôm, cua đó mọi người nghe. Có ai ở biển không nè? Rồi, mọi người ơi, à, bây giờ thì tôi sẽ lên mẫu cuối cùng cho mọi người coi rồi. Còn bây giờ thì em sẽ xin phép mọi người là em sẽ kết thúc live stream nha. Em chúc các tình yêu của em có một buổi tối vui vẻ luôn nè. Quyết định vậy nha Tức hả? Ôi, anh cũng cho em ăn cám giống như là anh kia luôn đó hả? À, mọi người ơi, thì phí ship ngoại thành là 30k. Thùy Hoa bữa giờ có lên. Ủa? Anh Tuấn Đặng là Tuấn Anh đó hả? Tuấn Đặng là anh Đặng Tuấn Anh đó hả? Bữa giờ em không biết luôn á, em tưởng Tuấn Anh, em tưởng Tuấn Đặng là người khác chứ. Trời đất ơi, mọi Tuấn Anh, bà Thùy Hà đó hả? Bà Thùy Hà bữa giờ cũng có ngồi trong livestream của em mấy bữa thôi. Còn mà Tuấn Anh em đi đâu mà không cho livestream cho với Tức Tức vậy anh Tuấn Anh ơi. Rồi, em lên Tiền Vũ, dạ em chào anh Tiền Vũ luôn nha. Thì phí ship ngoại thành là 30k, nội thành là 20k mọi người nha. Khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Sẽ được bảo hành tới 3 tháng luôn. Ok anh Tuấn luôn nè, ok Tuấn Anh luôn nha. Bây giờ thì em chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Chúc mọi người ngủ ngon, em xin phép là kết thúc live stream luôn nha. Ngày mai 11h30 mọi người ra đón xem live stream của Túc luôn. Bye bye mọi người. Anh thấy em mập quá rồi đó. Đúng rồi, em mập như con heo luôn rồi đó anh ơi. Dạ anh Chiều ngủ ngon, anh Tiền Vũ ngủ ngon, anh Tấn ngủ ngon, anh Cường ngủ ngon, mọi người ngủ ngon.